Ủa, chắc cũng xưng xưng tên đi ha, chú xin phép là xưng xưng tên. Về trong gia đình mình thì cũng có người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, thì chú vợ xin phép là xưng tên Minh Huệ đi cho nó dễ dễ xưng. Thì cũng như qua lời MC của giới thiệu á, thì cái chỗ chỗ Minh Huệ thì nói chung á là cũng xin giới thiệu, trước tiên xin giới thiệu về mình. Thì tên là Tống Minh Huệ. Năm nay cũng 60 tuổi, ở thị trường Bình Thuận, hiện tại là ở thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận. Thì nói chung là như qua là MC đã giới thiệu á, thì trước đây thì vợ chồng của chú cũng đã làm nhà nước, và đến nay thì cũng đã về nghỉ hưu. Thì nói chung là trải qua về cái môi trường truyền thống thì làm trong nhà nước cũng mấy mươi năm. Rồi cái chuyện làm nhà nước ra thì nói chung cũng đồng lương thì nó cũng không bao nhiêu, cũng rất là vất vả, cho nên là cũng phải đi làm thêm, nỗ lực làm thêm ngoài giờ. Thì là cái ngoài cái chuyện làm thêm thì chỉ quý làm rẫy, làm vườn, trồng thanh long một cái loại thứ thôi, cho nên là thay vì mình thuê mướn thì mình phải nỗ lực cố gắng để mình làm ngày làm đêm để có thêm cái thu nhập lo cho gia đình. Thì đến khi mà về hưu á, thì nói chung là qua quá trình đó thì cũng như MC cũng giới thiệu là chú Huệ cũng có một cái tâm nguyện ăn ăn trường chay, vừa tâm nguyện cho gia đình mà cũng vừa là cũng 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 hiểu chút chút về cái môi trường ăn chay để cho tốt cho sức khỏe. Mà điều con cái lúc đó thì mình chỉ biết vậy thôi. Thì nói chung về tư liệu rồi về các cái thứ thì nó không hóa đầy đủ. Thì chú Huệ ăn chay từ cách đây cũng đã hơn 30 năm rồi. Thì nói chung á, về bệnh tật, những cái bệnh mà nan y á, bệnh bệnh nan y thì nó không có, mà điều có những cái bệnh á, thì nó cũng do mình ăn uống mình thiếu đi cái kiến thức, cho nên là nó cũng thiếu đi dinh dưỡng. Đồ quá trình mình làm việc nó cũng quá sức, quá sức, ngồi cái làm việc ở nhà nước về thì mình còn làm việc ở thêm nữa, làm thêm làm rẫy làm vườn nữa, cho nên là cái sức khỏe khi về hưu á, thì nói chung là nó cũng có nhiều cái bệnh bệnh tật để cả hai vợ chồng luôn, chứ không phải là riêng về bản thân mình nữa. Thì bà xã thì nói chung là cũng cái bệnh về xương khớp rất là nặng. Rồi sau khi là uống xương khớp, đi cũng nhiều bệnh viện, uống cũng nhiều thứ thuốc mà cũng không có bớt. Rồi là chưa uống uống chưa bớt xương khớp thì nó lại chuyển qua, nó biến chứng qua cái bệnh là bao tử dạ đại tràng. Còn bản thân thì bệnh là bị táo bón lâu lâu ngày, nói chung kinh niên luôn. Rất là nặng, nó đều đặn thì suốt cuộc đời. Thì nói chung là đến mức độ là táo bón, đến mức độ là bị trĩ rất là nặng. Mỗi lần mà táo bón như vậy là đi cầu ra máu tươi, nó kéo dài cũng phải suốt cả tuần lễ. Rồi ăn uống điều tiết thì nó mới bớt, điều nó cũng thỉnh thoảng nó cứ bị lại vậy. Rồi bị thiếu khoáng chất, cho nên rồi thỉnh thoảng là bị rối loạn tiền đình. Mỗi lần chó như vậy thì đi truyền nước rồi các thứ là phải mất mất thời gian, cũng phải nghỉ ngơi để cho nó khỏe lại, rồi phải mất cả tuần lễ. Cho nên rồi khi về nghỉ hưu thì nói chung sức khỏe là cũng báo động. Sống nhiều lúc nó rất là mỏi mệt, trong cuộc sống nó rất là mỏi mệt, nhiều lúc là mình muốn làm mà nó cũng 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 sức khỏe nói chung là ăn không ngon, ngủ không yên, đúng không, ngon giấc. Cho nên là mình nghĩ cái chuyện mà cái tuổi mà khi về hưu rồi thì mình nghĩ là cái sanh tử nó cũng gần sát bên nè. Cuộc sống của mình á, mình cũng phải nhiều lúc mình cũng bi quan đến mức độ đó đó. Thì nói chung cũng mà được một cái cơ duyên, một cơ duyên thì mình biết đến cái môi trường âm quay này thì từ hôm tháng 1 năm 2024 tới giờ thôi. Thì cũng thông qua, thì trước tiên chú Huệ muốn nói tóm tắt về cái ý mà chú Huệ được đến với âm quay. Thì trước tiên là gia đình của chú Huệ cũng rất là chân thành cảm ơn để người mà dẫn đến đến gia đình, bản thân chú Huệ đến với môi trường âm quay này, là ở chỗ lãnh đạo y vợ chồng y Xuân. Rồi sau đó thì ở chỗ lãnh đạo Hiếu Điệp, Hiếu Điệp cũng đã trực tiếp đến chia sẻ về hướng dẫn cho gia đình vợ chồng của chú là để sử dụng cái sản phẩm về Nucleic của Amway, của công ty Amway, để cải thiện sức khỏe. Thì chú Huệ nói chung là chú Huệ mà biết đến một trường Amway này thì cũng thông qua lãnh đạo y là chú Huệ cũng có một cái quyết tâm khi thông qua con dâu của chú Huệ là thông qua vợ chồng của y thì cũng được lãnh đạo Hiếu Điệp chia sẻ lại và chia sẻ cho con dâu của chú Huệ. Thì chú Huệ là về nói với chú Huệ, nói là cái sản phẩm của Amway rất là tốt.
nó có sản phẩm về dịch sức khỏe nữa. Cho nên đó là con thì bận nhiều việc, cho nên là bố đi tìm hiểu để bố về có thể là bố sử dụng để cải tạo sức khỏe của bố mẹ cũng như là gia đình. Cho nên đó là khi nghe con dâu nó nói như thế thì chú Huệ cũng nói chung là cũng đặt niềm tin, cũng chưa có tin lắm, mà điều có một cái là thôi mình cứ đi tìm hiểu thử xem sao. Thì trong cái một cái đợt đó là cũng một cái đại nhân viên rất là lớn đó, thì chú Huệ quyết định đi với chỗ lãnh đạo y đi vô dự được một cái kỷ niệm rally 90 năm, kỷ niệm 90 năm của cái sản phẩm Nutrilite của công ty Amway mình ở nhà thi đấu Phú Thọ, và được đi tham quan cái siêu thị Amway ở thành phố Hồ Chí Minh của công ty. Thì nói chung là khi mà chứng kiến tới một sự kiện kỷ niệm 90 năm của công ty của Nupilai thì chú Huệ nói chung là cũng cảm nhận được rất là nhiều cái giá trị ở trong cái công ty cũng như cái sản phẩm. Tại vì mình nghĩ là một cái công ty ra đời 90 năm mà là có mặt ở trên 110 quốc gia, trong đó có Việt Nam mình, thì nói chung là ở đây thì một sản phẩm rất là uy tín, rất là chất lượng, thì nó mới lan tỏa đến mức mức độ như vậy. Rồi là nhiều cái dòng sản phẩm, rồi trong bữa kỷ niệm đó thì có chủ tịch tập đoàn của công ty của Mỹ qua để dự để chia sẻ, rồi có hoa hậu của thế giới còn về, một cái hậu trường phải nói là một cái sức chứa tới trên 10.000 người. Bữa đó có nhiều người muốn vô là vô không được. Thì sau khi chứng kiến cái sự kiện đó và đi tham quan siêu thị thì chú về nói chung về thì nói chung là đặt cái niềm tin, đặt cái tin là nói chung là tin tưởng rất là đặt nhiên rất là niềm tin rất là vững chắc, đặt niềm tin nói chung là cũng tương đối đó, là về về để về sản phẩm về công ty. Cho nên sau đó thì sau khi đi dự cái rally về thì chú Huệ nhờ lãnh đạo Hiếu Điệp là tư vấn về cái kiến thức để cho vợ chồng của cô chú là ở đây là sử dụng cái sản phẩm của Nupilai để cải tạo sức khỏe về bệnh xương khớp cũng như là về cái bệnh của chú. Thì sau khi sử dụng sản phẩm bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 về sau á thì chú Huệ nói thẳng là trong vòng một tháng là chú Huệ đã cảm nhận được cái chất lượng của sản phẩm rồi, thấy sức khỏe mình nó khỏe và nó ổn định hơn nhiều so với trước đây mình sử dụng cái thuốc. Thì trước đây nói chung là mình sử dụng thuốc tây thì nó cũng đỡ vậy thôi, rồi nó cũng bị tái lại, nhưng lần này mình sử dụng thì nói chung là sử dụng cái sản phẩm của Nupilai mình á là từ tháng 2 năm 2024 biết đến nay. Thì trước đây á thì nói chung á là bà xã của chú Huệ á là hai cái chân á là phải nói là đi nó kêu lục cục cục trên đó, nói chung là đi 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 bình thường ở dưới mặt bằng ở dưới đất bằng là cũng cảm thấy khó chịu, chứ đừng có nói mà đi lên lầu. Thì sau khi sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài 3 tháng thì nói chung là bữa nay á hiện tại bữa nay thì bà xã không những đi lại bình thường khỏe, trong người khỏe mạnh mà còn lại đi lên lầu được. Cái lầu chú Huệ nhà lầu thì cũng cấp 3 tầng á, mà ngày xưa là không lên được, nhưng bữa nay là nhờ cái uống sản phẩm thì nó phục hồi, nó bổ sung cái dưỡng chất ở trong cái khớp, và đồng thời vừa uống cái khớp rồi uống cái dinh dưỡng của Nutrilite, dinh dưỡng của Pro, cũng như là cái bộ uống cái bộ bộ nền tảng của xương khớp, trong đó nó có Pro rồi nó có các cái khoáng chất về glucosamine rồi canxi đồ các cái khoáng chất khác nữa. Thì nói chung á còn như vậy thì uống cái men với sơ được cũng kể rồi, cái bờ rồi nói chung cũng bổ sung, mình cũng lớn tuổi rồi nói chung là cái đó là nói chung là nó là dược khoáng chất là mình bổ sung hết, bà xã uống gì thì mình uống nấy. Thì bữa nay á là nói chung á là đến bữa nay là nói chung sức khỏe là phải khỏe, phải nói phục hồi cũng gần 100% rồi, phải nói là như vậy. Cho nên khỏe như vậy, ngày xưa là đi xe đi cộ rồi là rất là mỏi mệt, về là nhiều lúc toán khó chịu lắm, mà nhưng bữa nay là đi là không thấy mệt, rồi nói chung là làm việc nó cũng biết mệt mỏi, đầu óc nó thấy nó thoải mái minh mẫn, suy nghĩ thì nó cảm thấy nó được, đầu óc nó rất là thoải mái. Bà xã bữa nay thì cũng rất là vui vẻ, rất là tự tin, cho nên đó là chú Huệ ở đây thì nói chung là cái cảm nhận sản phẩm như thế, cho nên là thấy cái môi trường này không những là bên bên Amway mình không những là cho giá trị về sức khỏe, mà khi đi học thì sau khi dự để dự sử dụng sản phẩm mình cảm nhận được cái giá trị sản phẩm rồi thì
chú Huệ rất là thấy cái môi trường này nó quá giá trị đi, cho nên chú Huệ đi học. Nói chung các cái cuộc họp mà về cái hội nghị gia đình, hội nghị trung tâm, hay là cái rally đại nội thành công, hay là các cái chương trình của hệ thống mình tổ chức, hay là chú Huệ là nói chung là tranh thủ để đi học, tại vì học để kiến thức mà. Đó, cho nên đó là sau khi càng học thì càng càng thấy là không những cái công ty ông quay mình đó, là không những về giá trị về sức khỏe mà nó còn nhiều cái giá trị phải nói là rất là tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây thì chú Huệ cũng không thời gian, cho nên chú Huệ không có thể nói hết điều chú Huệ rất là, cho nên là chú Huệ không những là yêu cái sản phẩm mà yêu cả môi trường ông quay. Tại vì môi trường ông quay nó dạy cho mình cách làm người, rồi cách giúp đỡ người, chia sẻ, nói chung là rất là nhiều giá trị. Cho nên là chú Huệ phải nói là không thấy nó hay quá, cho nên chú Huệ không có bỏ trong cái cuộc học tập nào hết. Dù có phải bận cỡ nào cho nữa chú Huệ cũng sắp xếp để đi học. Thì sau khi thấy được cái giá trị của trong cái môi trường Amway về sản phẩm cũng như là về cái giá trị mà ở môi trường ở ngoài truyền thống lâu nay là chú Huệ làm việc cũng 60 năm về nghỉ hưu rồi, mà mình thấy là nói chung là chưa có cái môi trường nào mà nó giá trị tuyệt vời như cái môi trường của Amway mình. Cho nên là chú Huệ là không những bản thân của chú Huệ mà trong gia đình của chú Huệ ở đây thì con dâu, chú là con dâu đi học tập, và chú Huệ cũng muốn là không những con cháu trong gia đình đều tham, chú Huệ cũng muốn đưa vô cái môi trường này để học tập, để hòa mình vô đây, để rồi là được 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 thấm nhuần cái giá trị của cái môi trường của cái Amway mới của mình. Cho nên là chú Huệ là quyết định là thành lập. À, sau khi hiểu được đó, thì qua một thời gian tháng sau là chú Huệ quyết định được cái sự trợ duyên của lãnh đạo, lãnh đạo Hiếu Điệp, thì chú Huệ quyết định đó là thành lập cái văn phòng Amway tại nhà. Thì nói chung là trang bị đầy đủ những cái hình ảnh tủ sản phẩm, và kể cả gia đình của chú Huệ cũng nói chung là mình đã kinh, mình đã yêu sản phẩm, mình hiểu được giá trị sản phẩm sau khi đi học. Thì chú Huệ nói chung bữa nay là thay thay đổi toàn bộ những cái sản phẩm trong gia đình, là qua sản phẩm của Amway hết. Tại vì sản phẩm Amway nó rất là chất lượng, nó rất là giá trị, nó rất là đem lại cái sức khỏe cho cuộc sống của mình. Đó là quá tốt, cho nên là mình không không có một cái lý do gì mà mình không thay đổi cái sản phẩm để mình sử dụng cho có sức khỏe trong gia đình mình. Phải nói là đây là một cái cơ duyên rất là lớn đối với cái bản thân cũng như gia đình của chú Huệ. Cho nên đó là bữa nay nói chung trong gia đình là chỉ có còn có thiếu cái máy lọc nước nữa, là sáng tháng 12 này về là chú Huệ là cố gắng để dành dụm tiền để chú Huệ sở hữu, để rồi là mình sử dụng cái nguồn nước cho nó đảm bảo về cái sức khỏe cho bản thân mình. Thì sau khi biết được cái giá trị đó, cho nên là chú Huệ là một là cái mục đích của chú Huệ là không ngừng học tập, phải nói chung mới là mình vừa sử dụng được cái sản phẩm Nopilite để có một sức khỏe, thì mình có cái năng lượng mình học tập để mình hiểu được cái kiến thức cho nó đầy đủ, cho nó sâu sắc, và mình đi chia sẻ, thành lập cái văn phòng, chú Huệ thành lập cái ý văn phòng là một là cho gia đình học tập, trước tiên là cho con cháu mình được học tập trong một cái môi trường giá trị, cái thứ hai nữa là để cho đậu nhóm và cho những cái bà con ai đủ nhân duyên thì về đây là được lãnh đạo và đậu nhóm chia sẻ những cái giá trị về cái công ty, về cái sản phẩm mang lại sức khỏe và nhiều cái giá trị khác để cho mọi người là được 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 hưởng hưởng cái giá trị đó, để lại có sức khỏe và có cái hạnh phúc gia đình và có một cái tương lai cuộc sống là tốt đẹp hơn. Cho nên đó là chú Huệ nói thẳng là chú Huệ là cũng phải quyết tâm, và chú Huệ cũng cũng không 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 có còn không có ngồi con đường khác. Thì bây giờ tuy lớn tuổi nhưng chú Huệ là ngồi cái dùng sản phẩm khỏe, thì chú Huệ rèn luyện thân thể hàng ngày, nói chung là sáng dậy rất sớm, bốn năm 4 giờ 3 giờ kém 3 giờ 50 là chú Huệ đã dậy rồi. Dậy rồi nói chung lo một số công việc xong là chú Huệ tranh thủ đi học, vừa thể dục vừa đi học kiến thức của rừng của buổi sáng và các cái kiến thức khác của công ty đã tổ chức học. Và chú Huệ từ ngày chú Huệ biết cái giá trị của công ty tới giờ thì chú Huệ không có bỏ một cái đạo thành công nào, kể cả những cái hội nghị trung tâm hay gia đình chú Huệ cũng đều tham gia học hết, và chú Huệ dẫn con dẫn cháu của mình để khuyến khích để vào môi trường này để học tập, để hiểu được những cái giá trị mà ở ngoài không có được.
Đó, cho nên đó là ở đây thì chú Huệ cũng muốn lan tỏa, thì vừa qua chú Huệ sử dụng cái sản phẩm của Nutrilite mình đó, thì sau khi mình cảm nhận được thì chú Huệ cũng đi lan tỏa cùng với mình tổ chức một cái văn phòng tại gia đình đó, cho nên đó rồi cũng được nhiều người đến, được chú Huệ cũng đi lan tỏa cái giá trị đó, cũng được nhiều người hiểu và tin tưởng sử dụng cái sản phẩm của mình, cũng cải thiện sức khỏe rất là tốt, cũng tình yêu sản phẩm. Thì nói chung là do thời gian nó cũng chưa có nhiều, cho nên là chú Huệ cũng cũng mức độ là lan tỏa ở mức độ thôi, với là kiến thức của mình cũng còn có hạn, mà mình muốn trao đi những cái giá trị mà cho nó đầy đủ thì mình không có ngồi về con đường nào khác, là chỉ có con đường như thầy đã dạy là qua năm cửa tìm sáu tướng, thì cái bước đầu tiên là bước học tập, thì mình phải nghe lời thầy dạy, nói chung là tin tưởng nghe lời và làm theo, thì chắc chắn là bản thân mình sẽ thành công, gia đình mình sẽ thành công, và mình sẽ lan tỏa cái giá trị đó cho nhiều người cũng sẽ thành công như mình, là cái điều đó là điều là chắc chắn là như vậy, chú định tin tưởng là như vậy, cho nên đó là chắc thời gian cũng có hạn, cho nên là chú Huệ cũng xin chia sẻ những cái gì mà chú Huệ cảm nhận được qua cái hiểu biết cũng như là cái sử dụng về cái sản phẩm của Nutrilite của Amway mình, và chú Huệ tin tưởng chắc chắn đó là chú Huệ sẽ học tập nhiều và lan tỏa những giá trị này, mà chú Huệ sẽ thành công trong cái môi trường Amway của mình. Xin chân thành cảm ơn gia đình mình lắng nghe và